Hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta một cái chuỗi tiếp theo, một cái chuỗi đầu tiên được thực hiện ở trên fanpage này, đấy là chuỗi và chữa bài tập STLVPS. Tại vì sao lại có cái chuỗi này? Tại vì thầy cũng nắm được là đa số các bạn đều học hết phần STLVPS rồi, nhưng mà qua cái chuỗi lý thuyết của thầy thì thầy thấy rằng là có khá nhiều bạn bị lý thuyết rất là dễ nhưng mà các bạn lại rất là hay sai. Chính vì vậy nên là thầy cũng dự đoán rằng là về phần bài tập các bạn cũng bị lủng. Nên thầy có cái chuỗi này là chuỗi gồm có 10 đề bài tập liên tục để mà có thể giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em có được cái nhìn khái quát và tổng quát nhất về cái dạng STLVPS nó hay có ở bên trong cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia cũng như ở trong các đề thi thử của các trường. Và ở đây là những cái đề thi thử mới nhất nhá, năm vừa rồi vừa thi xong thì thầy tuyển chọn vào đây để cho các em có được cái nhìn khái quát nhất để định hướng cái việc học sắp tới của chúng ta như thế nào. Bởi vì tránh cái việc của chúng ta đi lệch hướng quá là sâu, chúng ta đi có những bạn thì học quá là dễ, đến lúc mà ngồi phòng thi thì đỡ người ra không làm được. Có những bạn thì học quá là khó, có những bài quá khó mình không cần thiết phải giải nhưng mà các bạn vẫn phải đâm đầu vào giải. Thì đây là cái chuỗi này để cho các em có cái nhìn nó khái quát nhất về cái kỳ thi sắp tới chúng ta làm. Chúng ta sẽ có câu đầu tiên là câu số 1. Ở cái câu số 1 này là về cái dạng là dạng cháy của este. Thì câu số 1 này nó nằm ở cái vị trí là câu mức độ nhận biết thông hiểu thôi. Nhá. Thì ở đây để giải được câu này ấy, thì các em chỉ cần rất là đơn giản, câu chuyện mình rất là đơn giản, chỉ cần viết được cái công thức của etinacetat. Nhá. Thì etinacetat thì công thức của nó sẽ là CH3COOCH5. Đúng không ạ? Thế thì trong một cái bài toán cháy thì chúng ta cần phải biểu thị cái công thức dưới dạng công thức phân tử để mình giải, mình áp dụng các cái phương pháp bảo toàn cho nó dễ dàng. Thế thì mình đếm được luôn anh này, nó sẽ có công thức phân tử, nó sẽ là C4H8O2, đúng các bạn? Đốt cháy hoàn toàn bằng oxy dư thì tác dụng với oxy dư thì mình sẽ thu được hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Mình tìm được ngay số mol của CO2, mình bằng 4,48 chia cho 22,4 thì bằng 0,2 mol. 0,2 mol thì từ số mol CO2 ấy bằng 0,2 mol ấy, thì ngay lập tức mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon, mình tìm được số mol C4H8O2. Thì không phải ghi nữa nhé, các bạn cùng nhìn này, tổng số mol nguyên tử nguyên tố carbon nằm ở C4H8O2 ấy, nó sẽ bằng là tổng số mol nguyên tử nguyên tố carbon nằm trong CO2, đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ có là số mol của C4H8O2 bằng cách là lấy số mol CO2 này chia cho 4. 0,2 mà chia cho 4 thì nó bằng là 0,05. Đấy chưa? Và với cái giá trị 0,05 này thì mình sẽ tìm được khối lượng của etinacetat. Mình có khối lượng của etinacetat, nó sẽ bằng là số mol là 0,05 nhân với lại phân tử khối của etinacetat là C4H8O2, thì là nhân với lại 88 các em nhé. Nhân 88. Mình có 0,05 mà nhân với lại 88 ạ. 0,05 nhân 88 bằng 4,4. 4,4 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ 4,4. Ok. Ok nhá. Thì ở đây là một cái câu mức độ nhận biết thôi, nó rất là đơn giản. Được không ạ? Thì câu này nó vẫn có trong đề thi trung học thông quốc gia nhá. Thì các bạn cần phải lưu ý. Câu số 2 ạ. Câu số 2 trong đề thi thử tốt nghiệp của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Quảng Nam lần 1 năm 2022. Ở đây đề bài cho chúng ta cái công thức của chất béo rồi. Thì đây là một bài về chất béo trong dịch NaOH dư. Thế thì câu chuyện nó rất đơn giản, mình cần viết phương trình thôi. Đúng không ạ? Mình sẽ có là C17 này, H33 này, COO này, 2 lần này, C3H5 này, OOC này, C17, H35 này. Đúng chưa? Tác dụng với NaOH thì thu được amon muối natri acetat, natri stearat. Đây anh này. Đúng không ạ? Trong anh này chỉ có một gốc thôi. Mình chỉ để ý đến anh này thôi nhá. Một gốc thôi. Vậy nó sẽ là C17H35COONa. Đúng không các bạn? Dĩ nhiên bạn nào mà cần viết thêm, thực ra thì trong quá trình mình giải mình viết được ra như này là được rồi. Được không ạ? Bởi vì mình nhìn thấy một gốc anh stearat thì ra một gốc stearat là được rồi. Ok. Thế nhưng mà nếu mà các bạn cần viết thêm thì mình vẫn viết thêm được nhá. Mình vẫn viết thêm được là nó sẽ cộng với lại hai gốc C17H33COONa
và cộng với một anh glycerol, một anh C3H8O3. Và cân bằng phương trình thì chỗ này cần hai NaOH. Thực ra không cần cân bằng phương trình đâu, nhưng mà thực ra là thầy viết để cho các em hiểu thôi. Thế thì với số mol chất béo này ở đây của chúng ta nhé, với số mol chất béo này ở đây của chúng ta nó là 1,2 mol, thì ngay lập tức mình có thể suy được ra số mol của natri stearat nó cũng là 1,2 mol. Và hoàn toàn mình tìm được khối lượng. À, đây bài hỏi A mol muối mà. Vậy mình tìm được luôn số mol của muối, đúng không? A bằng 1,2. Rất là dễ. Thực ra thì cái câu này để thầy viết phương trình cho các em nhìn thấy, chứ còn nếu mà các bạn mà giải nhanh nhá, các bạn nhìn này, bên trong gốc này có một muối, bên trong này có một gốc thôi, thì ra đấy một gốc thôi. Mà số mol của cái anh chất béo này là 1,2, thì suy ra số mol của gốc này cũng là 1,2. Nó rất là dễ. Ok không ạ? Mình tiếp tục sang câu tiếp theo là câu số 3. Câu số 3 về một phản ứng xà phòng hóa. Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOO C2H5. Thế mình tìm được số mol nhé. Khuyến khích các bạn là nên thuộc phân tử khối. Thì anh này thì viết gọn lại nó sẽ là C3, để mình tăng tốc độ mà, C3H6O2. Thì mình tìm được phân tử khối của nó là 3,7 chia cho 74 bằng 0,05 mol. 0,05 mol, được chưa? Bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Ok chưa? Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam muối khan, thì HCOONa này cộng với lại C2H5OH này, được không ạ? Vậy thì đề bài hỏi là m gam muối khan, vậy thì anh này là 0,05, thì mình sẽ suy được luôn số mol muối cũng bằng 0,05. Vậy hoàn toàn mình tìm được m muối khan nó sẽ bằng là 0,05 nhân với phân tử khối HCONa. Thế cũng khuyến khích chúng ta thuộc luôn, đúng không ạ? Cụm này là 45 cộng 23 thì bằng 68, được không ạ? Vậy là 0,05 nhân 68 bằng 3,4 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ các bạn nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok, rất dễ đúng không ạ? Câu số 4 ạ. Câu số 4 bắt đầu độ khó tăng dần. Các bạn có thể để ý câu số 4 bắt đầu độ khó tăng dần. Và câu số 5 là một câu mà độ khó nó vào. Câu số 5 luôn luôn thầy sẽ để là một câu mức độ vận dụng hoặc vận dụng cao, để cho các bạn và các em có thể có cái nhìn nó khái quát nhất. Được chưa? Hỗn hợp X gồm ancol ethylic. Hỗn hợp X gồm ancol ethylic. Các bạn có nhớ công thức của ancol ethylic không ạ? Hỏi này thì nó hơi điều đúng không ạ? Chắc chắn các bạn ngồi đây đều phải nắm được hết. Ancol ethylic là C2H5 OH. Và axit acetic thì công thức là gì nhỉ? Axit acetic là CH3COH. Đốt cháy hoàn toàn A gam X phản ứng với oxy dư thì nó sẽ sinh ra được 22 gam CO2. Mình tìm được số mol CO2 bằng 22 chia 44 thì bằng bao nhiêu ạ? À, bằng 0,5. Và 11,7 gam nước. Mình tìm được số mol nước bằng bao nhiêu ạ? 11,7 chia 18 bằng 0,65 mol. Thế chúng ta nhìn thấy một điều như này. Mình nhìn thấy là N nước lớn hơn NCO2. Đúng không? Các bạn nhìn thấy không? N nước lớn hơn NCO2. Ok không? Và do N nước lớn hơn NCO2 thì cái anh axit này là axit no đơn này, C2H4O2. Thì anh axit no đơn này luôn luôn cháy cho mình số mol nước bằng số mol CO2. Thế còn anh ancol no đơn này này là C2H6O, thì khi nó cháy nó luôn luôn cho mình N nước lớn hơn NCO2. Vậy sự chênh lệch giữa N nước và NCO2 này này nó là do cái sự cháy của anh ancol. Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được số mol của ancol. Số mol của C2H5OH nó chính bằng số mol nước trừ đi số mol CO2. Vậy là bằng 0,65 trừ đi 0,5 bằng 0,15. Vậy là mình tìm được số mol ancol bằng 0,15. Ok chưa? Thì với số mol ancol bằng 0,15 ấy, thì ngay lập tức chúng ta thực hiện phương pháp bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Đúng không ạ? Bảo toàn nguyên tố carbon. Tư duy làm nên khác biệt nhé các em nhé. Ở đây chúng ta phải tư duy nhìn luôn là cho A gam X này, đúng không? Đun nóng tạo thành ethyl acetate mới biết hiệu suất. Vậy mình cần phải tìm được số mol của ancol và số mol của axit thì mình mới sử dụng được hiệu suất. Thế thì kiểu gì mình phải tìm được số mol của axit, thế thì mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon.
Mình sẽ có là 2 nhân với 0,15 cộng với số mol này chưa biết này. 2 nhân với số mol của C2H4O2 bằng số mol của CO2 là bằng 0,5. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được số mol của C2H4O2 bằng số mol của C2H4O2 bằng 0,5 trừ đi 0,2 nhân trừ đi 2 nhân 0,15 bằng 0,2 chia 2 bằng 0,1. Vậy số mol axit bằng 0,1. Và bây giờ chúng ta sẽ đi viết cái phương trình Este hóa để mình áp dụng cái hiệu suất vào. Đúng không ạ? Thì mình sẽ có là phương trình Este hóa nó là CH3COOH cộng với lại C2H5OH tạo thành chất gì các em nhỉ? Tạo thành este gì các em nhỉ? Các bạn có thể comment xuống dưới được không ạ? Tạo thành este gì ạ? CH3COO C2H5 cộng với lại H2O, đúng không? Số mol của axit biết rồi bằng 0,1. Ban đầu đây. 0,1. Số mol của ancol biết rồi bằng 0,15. Đề bài cho mình hiệu suất phản ứng đạt 60%. Đấy, hiệu suất phản ứng bằng 60% có nghĩa là 0,6. 60 phần 100 là 0,6. Vậy thì chúng ta phải lưu ý nhá. Cái hiệu suất của phản ứng thì nó sẽ tính theo chất hết. Các bạn hay bị nhầm lẫn đó. Có nhiều bạn là tính được 0,15 này là toang này. Thế thì ở bên trong này mình có axit là 0,1 và ancol là 0,15. Thế thì nó là phản ứng theo với nhau theo tỷ lệ 1:1 các bạn hiểu không? Thì nếu mà là hiệu suất 100% thì suy ra thằng axit phải hết, tại vì thằng axit có số mol nhỏ hơn. Chính vì vậy nên số mol este sẽ tính theo số mol axit. Ok không ạ? Và mình sẽ có số mol este thuận thì nhân hiệu suất nhá, 0,1 nhân hiệu suất là 0,6. Thì bằng 0,06. Ok không? Và bằng 0,06 thì hoàn toàn mình sẽ tìm được khối lượng của este. Khối lượng của este nó bằng là 0,06 nhân với phân tử khối, anh này là C4H8O2 thì phân tử khối bằng 88. Nhân 88 bằng 0,06 nhân 88 bằng 5,28 gam. 5,28 gam. Ok chưa? Và 5,28 gam thì đáp án đúng của chúng ta, đây chúng ta nhìn này, 8,8 bỏ này, 5,28, 5,28 này, 8,8 bỏ này. Vậy mình còn B và C. Đúng không ạ? Thế bây giờ đề bài yêu cầu tìm A. Thế là A gam hỗn hợp này bằng bao nhiêu? Thì mình sẽ có là A thì phải chính bằng là khối lượng của CH3COOH cộng với lại khối lượng của C2H5OH rồi. Và nó bằng này 0,1 nhân 60 cộng với 0,15 nhân 46. Đúng không ạ? Vậy nó sẽ bằng bao nhiêu? 0,1 nhân 60 cộng 0,15 nhân 46 bằng 12,9 gam. 12,9 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Đây. B bỏ. Thực ra nó rất là dễ. Đúng không? Nhưng mà đôi khi nó làm cho chúng ta bị sai lầm mấy cái nhỏ nhỏ ấy, là chúng ta sẽ rất dễ bị toàn, không làm được. Ok nhá. Mình sang câu cuối cùng ở bên trong cái chuỗi chuyên đề bài tập Este Lipid. Mỗi buổi chúng ta làm 5 câu nhẹ nhàng thôi để mình tăng thêm cái tình yêu hóa các em ạ. Vậy mình sẽ có này, câu số 5. Đun nóng, câu này là câu mức độ vận dụng và vận dụng cao các em nhé. Câu này ở đây thì thầy để là mức độ vận dụng thôi. Đun nóng A gam hỗn hợp chứa hỗn hợp E, A gam hỗn hợp E mà chứa triglycerid X và các axit béo, các axit béo với 200ml dung dịch NaOH 1 nhân 0,2 bằng 0,2 thu được glycerol C3H8O3. Được chưa? Và hỗn hợp muối Y, hỗn hợp muối Y hydro hóa hoàn toàn Y thì cần vừa đủ số mol hydro bằng 0,1 thu được muối natri palmitat. Bây giờ mà không thuộc tên muối là toang đúng không? C15H10
H31COONA. Được chưa? Đốt cháy 0,07 mol E. 0,7 mol E. Đốt cháy nó thì thu được CO2. Số mol CO2 bằng 1,645 mol. Và đề bài bảo là biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và xác định giá trị argon. Thì đây là một cái dạng bài mà hai phần nó không bằng nhau. Được chưa? Thế chúng ta lưu ý cho thầy này, cái hỗn hợp Y chúng ta này, mà chỉ thu được natri palmitat. Vì vậy nên hỗn hợp Y chúng ta là chỉ gồm các muối có 16 carbon. Hay nó khác là cái hỗn hợp Y này, cái gọi chung nó là C15HI. Đúng không ạ? COONA. Thì có đúng là các muối này có 16 carbon không? Đúng ạ, chúng ta phải nhìn được điều đấy, nó có 16 carbon. Vậy từ đó mình suy ra thằng X của mình, số carbon trong X. Suy ra này, số carbon của X nó sẽ bằng là 15 cộng 1 là 16, 16 nhân 3 cộng với 3 carbon ở trong glycerol. 16 nhân 3 48, 48 cộng 3 bằng 51. Được chưa? Vậy 51. Đấy, số carbon trong X của chúng ta bằng 51 nhá. Và số carbon trong thằng axit béo của chúng ta nó sẽ có là 16 carbon. Đấy, thì anh này thì sẽ có là C51 này, HZ này, O6 này. Anh này sẽ là C15 này, HZ HT này, O6 này. Đúng không ạ? Cho nó khác nhau đi. Các muối mà HT cho khác nhau đi. Thế vậy bây giờ mình sẽ tìm đến là số nguyên tử carbon trung bình ở bên trong hỗn hợp E. Đúng không ạ? Mình sẽ có là số nguyên tử carbon trung bình trong hỗn hợp E. Carbon trung bình của E thì chính bằng này, số mol CO2 chia cho số mol của hỗn hợp E, 1,645 chia cho 0,07 bằng 1,645 chia 0,07 bằng 23,5. 23,5 ạ. Vậy thì nó bằng 23,5 thì chúng ta có thể sử dụng đường chéo cũng được. Hoặc nếu không, chúng ta không sử dụng đường chéo thì chúng ta sẽ tìm được cái tỷ lệ nhá. Ở đây với 23,5 ấy thì mình nhìn thấy anh này là 51 này, anh này 15 này, thì mình sẽ tìm được tỷ lệ của X chia A. Axit béo này gọi là A. Thì đây mình sẽ có 23,5 nhá, thầy sử dụng đường chéo này. 51 này. Được chưa? Anh này nó sẽ là C16 chứ. 16 này. Chỗ này là 23,5 này. 51 trừ 23,5 bằng bao nhiêu? 51 trừ 23,5 bằng 27,5 này. 16 trừ 23,5 này. 7,5 này, chỉ tuyệt đối ạ. 7,5 chia 27,5. 3/11. Vậy là tỷ lệ giữa anh X và anh A nó chính là bằng 3/11. Được không ạ? Ok không ạ? Thế vậy bây giờ thế này đi, mình làm này đi. Mình đặt đi. Mình đặt là cái anh đặt số mol X là 3A. Đấy, đặt số mol X là 3A. Thì số mol của anh axit béo này nó sẽ là 11A. Ok chưa? Thế mà số mol NaOH ở đây là 0,2. Thì mình sẽ có anh này là anh triglycerid thì nó ăn 3 NaOH. Vậy là 3 x 3A cộng với anh này axit thì chỉ ăn 1 thôi, là cộng 11A thì bằng 0,2. Vậy hoàn toàn đây mình tìm được A bằng 0,2 chia mở ngoặc đơn này, 11 cộng 9 bằng A bằng 0,01. Đấy, vậy mình suy ra số mol trong này. Anh này bằng 0,03. Anh này bằng 0,11. Được chưa? Thế thì ngay lập tức thì mình sẽ suy được là axit này thì tác dụng với NaOH thì ra nước. Đúng không ạ? Vậy mình sẽ tìm được số mol nước chính bằng số mol axit là 0,11. Mình cứ lần lần từ từ nữa các em. Thế thì muối của chúng ta bảo toàn natri, đây natri đây, thì bảo toàn natri này nó sẽ là 0,2. Vậy suy ra anh C15H31COONA này cũng là 0,2. Và anh hydro là 0,1. Thế vậy thì ngay lập tức thầy sẽ có là cái hỗn hợp muối Y này này.
Hỗn hợp MUI này thì quy đổi nó tương đương với là C15H31COONa là 0,2 và H2 là trừ 0,1. Trừ đi bảo toàn khối lượng. Khối lượng hỗn hợp Y này có phải chính là bằng khối lượng anh C15H31COONa trừ đi H2 không? Thế đây thì để nó là trừ, cho dễ nhìn. Vậy thì hoàn toàn ở đây mình tìm được M muối của hỗn hợp Y. Đúng không ạ? M muối hỗn hợp Y. M Y chính bằng M của C15H31COONa trừ đi M của H2 và bằng 0,2 nhân mạng ngoặc đơn này 12 nhân 15 cộng 31 cộng COONa là 67. Đóng ngoặc đơn trừ đi khối lượng H2 là trừ đi 0,1 nhân 2 bằng 55,4. 55,4 gam. Ok chưa? Vậy M muối của chúng ta bằng 55,4 gam. Thế thì đến đây mình đi bảo toàn khối lượng là mình tìm được khối lượng hỗn hợp E. Bởi vì đây số mol glycerol biết rồi, số mol glycerol chính bằng số mol chất béo 0,03. Vậy tới đây thì mình đi bảo toàn khối lượng, các em cùng nhìn nhá. Bảo toàn khối lượng. Mình có này, khối lượng của E cộng với lại khối lượng của NaOH thì bằng khối lượng của glycerol cộng với lại khối lượng của hỗn hợp Y cộng với khối lượng của nước. Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ có, mình thế số vào. Mình thế số vào. Thì mình có nhá. Suy ra khối lượng của hỗn hợp E nó bằng này, khối lượng của glycerol là 0,03 nhân 92 cộng với lại khối lượng của Y vừa tìm được là bằng 55,4 cộng khối lượng của nước là 0,11 nhân 18 trừ đi khối lượng của NaOH là 0,2 nhân 40 và bằng 0,03 nhân 92 cộng 55,4 cộng 0,11 nhân 18 trừ 0,2 nhân 40 bằng 52,14 gam. Khối lượng hỗn hợp E bằng 52,14 gam các em ạ. Xem đề bài hỏi cái gì? Giá trị của A, A gam 52,14, xong luôn. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đấy, thì đây là một cái bài mức độ vận dụng thôi, nó chưa phải là mức độ vận dụng cao. Để thầy để vào đây để cho các em có cái nhìn khái quát, nhưng mà cái vấn đề là những cái bài trong đề thi tốt nghiệp trung học quốc gia nó sẽ đi theo hướng như thế này. Và để chữa cái bài này để cho chúng ta có một cái nhìn khái quát nhất, để mà những cái bạn nào mà đang đi giải những dạng quá khó thì mình bỏ những dạng đi, mình phải tập trung vào những dạng như này này. Được không ạ? Ok, cảm ơn tất cả các bạn và các em. Và hẹn gặp lại các em vào cái chuỗi chuyên đề bài tập STEMI PIT đề số 02 vào buổi sau nhé. Bye bye, chào tạm biệt.